Xin chào các bạn, chúng tôi là website dạy tiếng Nhật online dungmori.com. Hàng năm cứ sau mỗi mùa thi GLPT là trong các trang nhóm lớp học của chúng tôi lại có rất nhiều những tin nhắn báo đỗ như thế này. Vậy thì làm thế nào để có thể vượt qua được các kỳ thi này nhỉ? Các bạn có biết đó là gì không? Mình tin chắc rằng tất cả các bạn đã từng học và đỗ sẽ đều có chung một câu trả lời. Điểm mấu chốt đó chính là lộ trình học. Nếu không có một lộ trình học hợp lý thì dù có giáo trình hay nhất hay thầy cô giỏi nhất thì con đường chinh phục tiếng Nhật sẽ còn xa lắm nhé. Và dựa vào kinh nghiệm giảng dạy đã qua nhiều khóa, Dungmori đã xây dựng một lộ trình ôn thi N3 online ngắn nhất và hiệu quả nhất. Vậy thì qua clip này, hãy cùng mình tìm hiểu xem với Dungmori chúng ta sẽ học như thế nào để chắc chắn đỗ nhé. Khóa học được chia ra thành từng kỹ năng trong bài thi GLPT gồm kanji, từ vựng, ngữ pháp, rồi đọc hiểu, nghe hiểu và cuối cùng là các phần luyện thi, ví dụ như là luyện thi chữ Hán từ vựng này hay là luyện thi ngữ pháp. Tiếp theo đó là luyện thi đọc hiểu và luyện thi nghe hiểu. Và cuối cùng đó là luyện thi thử phần GLPT. Và ngay từ đầu chúng ta hãy đừng học song song cả đọc hiểu nghe hiểu các bạn nhé. Hãy vứt nó đi, vì trong các bài đọc hiểu và nghe hiểu N3 tất nhiên là sẽ có rất nhiều những chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp thuộc trình độ N3. Nên nếu như không có vốn liếng từ và ngữ pháp đầy đủ, chúng ta sẽ phải ngồi đọc và ngồi nghe như một chú vịt nghe sấm đó. Thế nên chúng ta hãy chia quá trình học ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn góp nhặt vốn từ và ngữ pháp với 3 phần kanji, từ vựng và ngữ pháp. Hãy học thật chắc và thật sự chắc phần này cho mình nhé. Trước tiên là 15 bài kanji chữ Hán do thầy Dũng và cô Thanh giảng dạy. Gần 380 chữ Hán thuộc cấp độ N3 sẽ được sắp xếp theo từng bộ trong tiếng Nhật. Mối liên kết về nghĩa giữa các chữ Hán sẽ giúp các bạn thấy chữ Hán chẳng hề khó tẹo nào. Khi học, nhớ là phải mang giấy bút ra ghi chép, ghi lại các ví dụ, đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Đang theo học túy tức là say, túy quyền, đúng không? Võ say, thế nào? Bộ rượu này chính là rượu, được chứ nào? Vậy thì rượu thì chúng ta phải thêm gì nhỉ? Thêm bộ thủy ở bên tay trái ở đây, được chưa? Thì chính là rượu, rượu ở trong bình, nhớ chưa? Hay. Vậy thì khi mà chúng ta uống hết rượu, các bạn tưởng tượng như đây này, không còn thủy để uống hết rượu, thì chúng ta sẽ bị say, đúng không? Say, khi mà chúng ta say rồi thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là 9, đâu là 10. Ở bên trên là số 9 và ở bên dưới là số 10 nữa, đúng không? Không phân biệt được chữ nào là 9, không phân biệt là số 9. Và đừng quên, sau mỗi bài giảng như thế này thì hãy click vào phần bài tập ở bên dưới để làm các bài tập kiểm tra nhé. Tiếp theo là 12 bài từ vựng do thầy Shimakawa, thầy Miyamoto và cô Thanh giảng dạy. Trong mỗi một clip, cả thầy giáo người Nhật và cô giáo người Việt sẽ cùng xuất hiện. Giáo viên người Nhật sẽ đóng vai trò phát âm từng từ vựng và đọc ví dụ, còn giáo viên người Việt thì ngay lập tức sẽ đưa ra những lý giải của từ đó bằng tiếng Việt cho chúng ta. Cách học này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế sẽ mang lại hiệu quả vô cùng cao vì chúng ta sẽ hiểu được luôn ý nghĩa của từ vựng và cách dùng của nó một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Tất nhiên, phần từ vựng cũng sẽ có phần test theo dạng đề giống như đề thi vậy. Nhớ làm hết và nhất định phải được 80 điểm trở lên đó nhá. Và một phần nữa cũng quan trọng không kém trong chặng đường đầu tiên chinh phục N3 này, đó là 22 clip ngữ pháp do cô Thanh phụ trách. Chúng ta đã từng xem rất nhiều clip dạy ngữ pháp N3 của cô Thanh trên YouTube rồi, nhưng trong 22 bài giảng trên Dungmori Online, các bạn sẽ thấy một cách trình bày và thiết kế bài giảng vô cùng dễ hiểu theo tài liệu giáo trình đã được biên soạn đầy đủ từ mẫu câu cho đến bài tập luôn nhé. Tất nhiên, trong phần ngữ pháp này, sau mỗi clip sẽ đều có bài tập ứng dụng ngay lập tức, nên đừng bao giờ lo lắng về việc sẽ đánh rơi kiến thức ở một nơi nào đó nhé. Sau khi hoàn thành xong chặng đường đầu tiên này rồi, chúng ta hãy cùng bắt tay vào chặng đường tiếp theo với 3 phần, đó là đọc hiểu, nghe hiểu và các bài luyện đề thi thử nhé. Trước tiên là đọc hiểu sẽ do cô Thanh và nghe hiểu sẽ do thầy Dũng giảng dạy. Trong các clip này, hai thầy cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta tỉ mỉ cách làm thế nào để giải quyết từng phần trong bài thi đọc hiểu và nghe hiểu. Ví dụ như là đọc hiểu thì cô Thanh sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm bài thi. Ví dụ như là trong phần đọc hiểu thì cô Thanh sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cách làm bài thi, ví dụ như là Johoken Sakku, hay là cách làm bài thi Tambung,
Chiêu Bưng và Châu Bưng. Tiếp đến là trong phần nghe hiểu của thầy Dũng, thì thầy Dũng sẽ mổ xẻ bài này ra thành nhiều phần. Đó là trong bài nghe hiểu sẽ có những phần phát ngôn, phần đối đáp nhanh, phần hiểu vấn đề, phần hiểu điểm nhấn hay là phần hiểu khái quát. Thì ở mỗi một phần như thế, thầy Dũng sẽ chia ra thành một clip để hướng dẫn cho các bạn tỉ mỉ cách làm như thế nào để đạt điểm tối đa trong mỗi một phần như thế này. Sau khi đã học được những phần kỹ năng cơ bản khi làm đề, từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán, đọc hiểu, nghe hiểu như vậy, chúng ta hãy bước vào phần luyện thi. Luyện thi đầu tiên đó là luyện bài thi chữ Hán và từ vựng. Sau đó là luyện thi phần ngữ pháp. Tiếp theo là phần luyện thi đọc hiểu, sẽ là những bài tập thuộc từng phần mà cô Thanh đã hướng dẫn cho các bạn. Và cuối cùng, tương tự như vậy, chúng ta sẽ bắt tay vào làm phần luyện thi nghe hiểu nhé. Và cuối cùng, trước kỳ thi, cũng như là một cách để tổng hợp lại những gì chúng ta đã học, các bạn đừng quên làm phần đề thi thử GLPT cuối cùng cho mình để xem là phần trăm mà chúng ta có thể đỗ được trong kỳ thi năm nay là bao nhiêu phần trăm nhé. Và tất nhiên là trong thời gian tới thì bọn mình sẽ liên tục cập nhật thêm các bài thi thử cũng như là các đề thi mới để các bạn có thể làm mới kiến thức của mình cũng như là thử thách được mình nhiều hơn trong từng bài thi một nhé. Và có một điều lưu ý đó là ngay cả khi chúng ta đã bước vào làm đề rồi thì cũng đừng quên mở ra nghe đi nghe lại những bài giảng về phần từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp trước khi ngủ, khi ngồi trên xe buýt hay thậm chí là khi nấu cơm để cho những kiến thức này tự thấm vào đầu nhé. Và với lộ trình này thì thực sự chẳng có lý do gì mà chúng ta không tự tin để đi thi cả. Và đây cũng chính là lộ trình mà các bạn đã từng thi đỗ N3 của mình đã theo học đấy các bạn ạ. Mục tiêu N3 Dũng Modi Online thì đơn giản thôi, đó chính là đỗ N3. Muốn đỗ N3 à? Đến trung tâm làm gì? Mở Dũng Modi ra mà học. N3DũngModi.com, nơi có những giáo viên tốt và những bài giảng hay.